Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhiều tuyến đường, kiệt hẻm trên địa bàn bị thu hẹp, xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, quận Thanh Khê đã và đang tích cực triển khai đề án cải tạo, nâng cấp kiệt hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025. Những con hẻm rộng mở khang trang đã giúp cuộc sống người dân từng bước đi lên. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Đến bây giờ, nhiều người thân của ông Phan Ngọc Điểm, trú địa chỉ 325/29 Hùng Vương, phường Vịnh Trung, vẫn còn tiếc vì 11 mét vuông đất mà gia đình ông đã hiến tặng để thành phố làm đường. Vì có thời điểm, giá đất thị trường tại khu vực này lên đến gần 100 triệu đồng trên một mét vuông. Tuy nhiên, ông Điểm cũng như 39 hộ dân trong kiệt 325 vẫn đồng thuận vì cái chung đã chấp thuận chủ trương hiến đất mở đường do Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đề xuất. Bởi đây là công trình có nhiều ý nghĩa. Nguyện vọng nhiều năm nay của người dân bây giờ đã trở thành sự thật. Sau khi thành phố phê duyệt dự án cải tạo mở rộng kiệt 325 Hùng Vương, Ủy ban nhân dân phường Vịnh Trung đã phối hợp cùng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các phòng ban chuyên môn quận tổ chức họp 40 hộ dân trên tuyến kiệt K325 Hùng Vương để triển khai. Tất đất, tất vàng, thậm chí chấp nhận đập đi, xây lại tường rào cổng ngõ. Các hộ dân tại đây vẫn ủng hộ chủ trương của các cấp, đồng ý để các cơ quan chuyên môn thực hiện việc xác định mốc giới cụ thể về thu hồi của tường thửa đất để mở rộng kiệt 325 Hùng Vương từ 3,5m lên đến 5m. Nói chung thì cái vấn đề mà mở rộng kiệt thì đồng ý là coi như cả coi như là 80-90% là người dân họ coi như là đồng ý ủng hộ rồi. Đây là cái chung, bởi vì ai cũng muốn coi như đường thông kiệt thoáng hết. Lỡ có coi như hỏa hoạn là cấp cứu á, vô tới nhà cho nên ngăn vô chữa kịp thời. Cách kiệt 325 Hùng Vương không xa, hàng chục hộ dân tại kiệt 47 Lý Thái Tổ, phường Thạc Giáng cũng được hưởng lợi từ quyết sách mở rộng kiệt hẻm của thành phố. Kiệt 47 Lý Thái Tổ dài hơn 200m, là nơi sinh hoạt của tổ dân phố số 9 với 15 hộ dân. Đặc biệt có hai trường học là trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai và trường mầm non Tường Vi. Những năm trước, kiệt nhỏ nhưng giao thông luôn tấp nập, nhất là vào giờ phụ huynh đưa đón con, thường xuyên xảy ra hiện tượng tắc nghẽn. Chưa kể kiệt đã xuống cấp hư hỏng, khiến giao thông và sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn. Từ cuối năm 2018, sau khi được thành phố cho chủ trương mở rộng đường kiệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, Ủy ban nhân dân, khu dân phận phường Thạc Giáng, chi bộ Tam Giác 3A đã phối hợp vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường. Sau hơn 9 tháng vận động, công trình đã được khởi công với số vốn đầu tư của thành phố là hơn 3,66 tỷ đồng. Đến nay, kiệt 47 Lý Thái Tổ đã được mở rộng, đưa vào sử dụng. Chủ trương của thành phố rất là nhân dân rất đồng tình. Là những cái kiệt mà trước nay người ta mở, bây giờ ta mở rộng ra để cho dân người ta họ đi tới đi lui là cho nó thuận tiện. Và trước đây là cái hẻm này, cái kiệt nó nhỏ, cho nên là xe chữa lửa, xe cứu thương người ta vào không được. Bây giờ là người ta mở rộng cái này, người ta dân người ta phấn khởi. Bản thân của gia đình tôi là cũng hiến gần 10 mấy, và ở chùa là cũng trường học cũng đã hiến rất là nhiều để mà cái đường nó mở rộng ra, dân người ta đi lại nó thuận tiện. Khu vực của Tam Giác 3A này là đa số là dân hiến đất rất là nhiều, và hiện nay là con đường đã mở ra rất là rộng rồi, dân cũng rất là mừng rồi. Nhưng mà vấn đề hiện nay bất cập nhất á, là cái bãi xe ô tô đây không còn giữ nữa. Từ đó là những chiếc xe con, ô tô, các nơi khác chứ không riêng với khu dân cư, vẫn có đem về đậu ở đây. Cũng như các nơi mà có hàng hóa họ cũng lấn chiếm vỉa hè ra. Từ cái chỗ đó mà vừa rồi cũng có ủy ban, cũng dân cũng phản ánh rất là nhiều. Rồi ủy ban cũng có cái chỉ đạo là họp hết các tổ dân phố. Kêu gọi người dân hiến đất mở rộng kiệt hẻm là chủ trương đúng đắn của thành phố. Công trình này là kết quả dựa trên phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc thực hiện dán mở rộng kiệt trên địa bàn quận Thanh Khê không chỉ mang lại diện mạo mới cho phường sở tại mà còn là hình mẫu cho các địa phương khác cùng thực hiện. Tuy nhiên, để chủ trương lớn phát huy đúng hiệu quả, đảm bảo an toàn trật tự, văn minh đô thị tại những kiệt hẻm đã được mở rộng, rất cần ý thức của mỗi người dân.